Các hàng Nhiệt Nội Địa xin kính chào các bác. Hôm nay em có một cái món ổ cắm rất là hay, có hẹn giờ, tắt hẹn giờ bật các bạn. Để các bác nào yêu công nghệ thì các bác có thể sắm chiếc này rất là hay nhé. Con này nó chịu tải được lên đến 12A, chịu tải 12A các bạn. 12A nhé. Chịu tải được 12A, hẹn giờ tắt được. Đây là hẹn giờ, cái này là hẹn giờ bật này các bạn này, chế độ này hẹn giờ bật này. Đấy, cái này đang để chế độ bình thường. Đấy, còn đây đây lên nguồn nha, cái này là hẹn giờ. Đấy. Đấy, bắt đầu bấm đây các bác chỉnh giờ này. Đấy, để chỉnh hẹn giờ, đây hẹn giờ tắt, bên này hẹn giờ tắt. Còn gạt sang bên này nó là hẹn giờ bật. Đấy. Rất là hay, chỉnh giờ phút ở đây. Còn ba cái nấc này thì em cũng chưa tìm hiểu. Nếu bác dịch ra một ổ cắm của hãng Natuna rất là đẹp. Đúng là hàng Nhật rất là hay ạ. Có hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật các bác nhé. Chịu tải 12A, dây nó chỉ khoảng mét thôi. Cái này em bán 300 nhé. Các bạn nào lấy các bác liên hệ, phí ship các bác tự trả giá 300. Chào các bác.